Chào. Hôm nay chúng ta học về một cái đề tài rất là thời sự. Đó là biến thể virus. Chữ biến thể chúng ta có hai từ trong tiếng Mỹ, tiếng tiếng Anh á, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức nó giống nhau, đó là cái chữ mutation, chữ variant. Cái mutation là variant. Trong kinh nói rất rõ, tất cả phàm phu đều là những bệnh nhân hết, và phiền não nó là những chứng bệnh. Phiền não là những bệnh, và đối với phàm phu ấy thì cái phiền não nó là bệnh đúng rồi, nhưng mà nó còn có một cái loại bệnh thứ hai nữa là cái thiện pháp đó, mà bị phiền não tác động gián tiếp nó cũng đáng ngại lắm, nó cũng là một thứ bệnh, nó sang hơn mà nó vẫn là bệnh thôi. Bệnh thí dụ như mình thấy trong người mình có nhiều cái sinh tố cần có, nhưng mà cái nào nó dư quá, như sắt nó dư quá cũng không tốt, sắt cái ai rồi nó dư quá cũng không tốt, không? Thì ở đây cũng vậy đó, tức là cái tâm bệnh phiền não của chúng sanh, cái chủ yếu nó là phiền não, nhưng mà nó có thể tác động trực tiếp hay là gián tiếp trong cái đời sống của chúng ta thông qua cái hình thức là biến thể, là biến tướng, và từ đó nó tạo ra cái biến chất. Đã là phàm thì ai cũng có tham sân si hết đấy, ai cũng có tham sân si ái mạn kiến nghi, ai cũng sanh tật lận hối hết, nhưng mà cái biến thể của phiền não là sao? Ở trong Bát-thí-sa-vi-đa ghi rất rõ, ghi rất rõ cái chỗ này. Bậc thánh hữu học cũng còn phiền não, nhưng mà trong cái dạng lành, dạng lành giống như ung thư, cũng như bướu, bướu mà bướu ung thư, mà bướu lành, bướu độc nó khác, không? Thì vị thánh hữu học họ cũng còn phiền não, nhưng mà cái phiền não của họ nó không có khả năng biến thể, biến tướng nguy hiểm gây ra chết chóc như là cái phiền não của phàm phu. Và cái đề tài này thì nó là một nó đã động đến một vấn đề thiết thân rất là gần gũi với tất cả chúng ta ngay từ bây giờ, chứ không phải là cái chuyện trên trời trên mây nha. Tôi nhắc lại, tất cả chúng sanh trong đời đều có phiền não hết, nhưng mà cái đáng ngại nhất là cái phiền não biến thể. Biến thể là sao? Cái trong bài giảng trong lớp intensive ngày hôm qua tôi có nói, cái 14 của chúng ta đó, nó là phiền não. Cái 25 của chúng ta nó là cái thiện. Tôi nói rất là nhiều lần, cái cấu trúc của một tâm thiện nó là 1 cộng 13 cộng 25, của một tâm ác là 1 cộng 13 cộng 14. Thế rõ ràng là 14 và 25 này nó cách nhau như trời với đất, dịu vời. Cái này không phải là cái kia. Tuy nhiên ở trong cái phàm tâm của chúng ta đấy, thì cái 25 á, nó có một cái tác động nhất định lên trên cái 14, dù là gián tiếp. Và ngược lại cái 14 nó cũng có một cái tác động nhất định, tuy là gián tiếp, lên trên cái 25. Là sao? Cái người mà nhiều cái tâm ganh tị, nhiều cái tâm sở tặc á, tâm sở tặc á, tâm sở ganh tị nhiều quá đó, thì họ khó mà có được cái tâm sở tùy hỷ. Rất là khó, vì hai cái này nó đối lập nhau. Cái tâm sở mà cái tặc, cái gọi là ganh tị đó, là không có vui, bất mãn khi mà thấy cái nhân lầm quả lầm đến người khác. Còn cái tùy hỷ là lòng thấy vui khi mà là thấy được cái nhân lầm quả lầm của người khác. Còn cái kia là bất mãn khi thấy cái nhân lầm quả lầm người khác. Nhân lầm là sao? Nhân lầm là mình bất mãn khi thấy nhân lầm người khác, là thấy người ta tu hành bố thí học đạo giữ giới mình khó chịu lắm, mình khó chịu mình thấy ghét. Thì cái đó gọi là bất mãn với cái nhân lành người khác. Còn bất mãn với quả lành người khác là mình thấy người khác đẹp hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình, quyền lực, uy tín, chức vụ, cái gì cũng hơn mình khó chịu, thì đó gọi là bất mãn với quả lành người khác. Còn cái tùy hỷ là vui với nhân lành của người khác, vui với quả lành người khác, là khi thấy người khác họ tu học làm lành làm thiện mình vui, mà thấy người ta được hưởng cái quả tốt mình cũng vui luôn. Người đó được gọi là vui với nhân lành và quả lành người khác. Và cái quan hệ giữa 25 14 là sao? Ở đây tôi đang nói đến cái tâm giới của phàm phu nha.
Thế mà cái tâm sở này nó có nhiều thì nó tâm sở bên lành thiện mà nó có nhiều thì nó sẽ gọi là chèn ép một cái tâm sở bất thiện nào đó. Ví dụ như mình nhiều cái tánh tùy hỷ thì cái tánh ganh tị mình nó giảm đi. Cái tâm sở vô tham mà mình nó mạnh á, thì cái tâm sở mà bủn xỉn á, cái tâm sở lạnh á, nó giảm đi. Cái tần suất mà có mặt nó ít đi. Cái người mà sân tâm nhiều ấy thì cái tâm sở vô sân nó ít đi. Mà tâm sở vô sân nó chính là từ bi, từ tâm ấy, là từ tâm của mình ấy. Cái sự mát mẻ đó với chúng sinh khác đó, nó ít đi. Hễ sân nhiều thì cái vô sân ít, mà hễ cái vô sân tức là lòng từ nó nhiều ấy thì cái tâm sở sân nó ít đi. Nhưng mà bữa nay cái đề tài đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh, muốn xoáy sâu đó chính là cái biến thể. Cái biến thể của phàm tâm nó có gồm hai trường hợp biến thể. Trường hợp một đó là biến thể của phiền não, thứ hai là cái biến thể của thiện pháp. Chắc các vị nào mà hơi bén bén chắc là đoán ra tôi muốn nói cái gì. Biến thể của phiền não là sao? Trong kinh Đức Phật ngài dạy đó là cái người mà có cái tà kiến ấy, họ làm cái gì cũng trên nền tảng tà kiến hết đó. Cái người mà tham nhiều thì họ làm cái gì cũng trên cái nền tảng tâm tham hết. Cái người sân nhiều họ thường hành động trên cái nền tảng của tâm sân. Cái người hoài nghi họ thường hành động trên cái cơ sở nền tảng của hoài nghi. Nhớ nha, tham sân si ái mạn kiến nghi, thì mỗi thứ phiền não như vậy nó là cái nền tảng sống, nền tảng hành động của chúng ta nha. Mà trong phiền não đó nó có ba cái chánh, đó là ái mạn và kiến. Cái ái này có nghĩa là cái lòng mà thích thú ở trong sáu trần ấy, còn mạng là cái so sánh hơn thua bằng, còn cái kiến này tức là tà kiến, là thường kiến và đoạn kiến. Ba cái thường và ba cái đoạn đấy. Ba cái thường kiến đó, tức là tin vào một cái tôi vĩnh hằng, tin vào một đấng chí tôn bất tử, tin vào một cái thế giới gọi là bất diệt. Vậy đó là ba cái thường kiến. Còn ba cái đoạn kiến là nó là vô nhân kiến, vô hành và vô hữu. Vô nhân có nghĩa là phủ nhận cái tính nhân quả của vạn hữu trời đất, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Còn vô hành có nghĩa là phủ nhận cái tính thiện ác, cho rằng hai cái đó tùy thích mà làm, không có thiện ác gì hết. Không có cái chuyện mà nhân lành do quả vui, nhân xấu do quả khổ, chỉ có đó là lừa bịp. Đó là vô, vô vô nhân vô hành. Còn cái vô hữu thì nó không có, nó ghê nhất. Ghê nhất vô hữu là phủ nhận triệt để toàn diện những gì mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, thì mình bèn cho nó là không có, thì cái đó được gọi là vô hữu nha. Và tôi nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tôi không buộc các vị, tôi không có hy vọng các vị trở thành người mê tín đụng đâu trên đó, nhưng mà tôi chỉ xin nói nhỏ một chuyện thôi. Muốn tin thì cũng phải có bằng chứng, mà muốn bác cũng phải có bằng chứng. Đó là thái độ khoa học nha. Chứ còn cái này mình không, cái khả năng mình hạn chế, nó không cho phép mình thấy được, nó không cho phép mình hiểu được, nó không cho phép mình chứng minh được, thì mình bèn cho nó không có. Nó có hai cái trường hợp mình phải phân biệt kỹ nha. Mình không chứng minh được hay là mình chứng minh được là nó không có, hai cái này nó khác nhau nha. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không chứng minh được là cái đó nó có, đó là trường hợp một. Trường hợp thứ hai đó là tôi chứng minh được rằng cái đó nó không có. Đó, khi mà tôi chứng minh được rồi nó không có là nó là chuyện khác. Còn cái này là tôi không chứng minh được là nó không có, mà tôi bèn phán là nó không, thì đó rất là nguy hiểm, không nguy hiểm đấy. Cho nên ba cái đó cộng gọi là đoạn kiến, thì ái mạn kiến là ba cái phiền não chủ chốt. Cái mạn á, là phải La Hán mới trừ được. Còn cái ái á, thì ở cái tầng mà gọi là nhị quả là giảm nhẹ được cái dục ái thôi. Tam quả đó thì dứt hẳn cái dục ái, nhưng mà còn sắc và vô sắc ái. Còn riêng về cái tà kiến thì cái tầng sơ quả, cái tầng thấm thấp nhất rồi ta đã trừ được rồi nha. Và ở đây cũng xin nói thêm, mình nghe nói là chỉ có sơ quả mới giảm nhẹ dục ái, mình nghĩ vậy chắc tu đà quần giống mình không có. Không có đâu, tu đà quần là còn nguyên cái dục ái, nhưng mà cái dục ái tu đà quần khác mình một trời một vực. Bởi vì tu đà quần không có còn cái gọi là thân kiến nữa, không còn cái tà kiến nữa đấy. Cho nên các ngài ăn cái ngài cũng thấy ngon, nhìn cái cảnh đẹp cái ngài cũng thấy thích, nhưng mà cái thích của một người biết chuyện. Các ngài nhìn cảnh đẹp cái ngài biết rằng đây là một luống hoa trong bệnh viện. Các ngài nhìn một cái ăn một cái chén ăn ngon, các ngài
cái chén thức ăn ngon, cái ngài biết đây là cái chén thức ăn ở trong bệnh viện. Mình biết, ngài biết rõ là mình đang ngắm nhìn thế giới này từ cái nhà xác, xung quanh mình toàn là cái xác chết không à. Cả ngày luôn luôn sống trong ý thức như vậy. Còn mình thì khác, mình đắm đuối chìm đắm với tất cả cái niềm đam mê tưởng tượng liên tưởng và hình dung, mình vẽ vời, mình chiêu dệt, mình tô hồng chuốt lục sáo trầm với tất cả ảo mộng này, với tất cả hoang tưởng hoang đường nhất này, khác nhau vậy đó. Thì cái biến thể của phiền não là sao? Để trong Na Tỳ Đàm nó rất rõ, cũng là tham đó, nhưng mà cái tham có tà kiến đi cùng và tham không có tà kiến đi cùng. Đấy. Cái tham không có tà kiến đi cùng có nghĩa là một cái thích mà nó không gắn liền với một cái sự bám víu nguy hiểm, không có tin cậy vào một cái tôi vĩnh hằng, không có tin trong tin cậy mong đợi vào một cái thế giới tương lai, thì cái đó gọi là tham ly tà. Còn một cái tham hợp tà là cái tham đi liền với tà kiến, thì lúc bây giờ tâm tham nó đã biến thể rồi. Cái thâm tham này rất là khó trừ. Một người có học giáo lý, có sống chánh niệm, có tu tuệ quán, đương nhiên nếu còn phàm thì mình vẫn còn tham thích, vẫn còn bất mãn, nhưng mà nó không có nguy hiểm. Nó không nguy hiểm như là cái người mà không có học Phật pháp, không có tu tập tuệ quán. Tại sao tôi cứ nhấn mạnh cái tuệ quán hoài? Là bởi vì mình học cái giáo lý là mình chỉ nắm về mặt lý thuyết thôi. Nhưng mà để thấm thía cái lời Phật về cái lý nhân quả, về cái lý tam tướng, là nếu chưa kịp là thánh thì cũng phải là hành giả tứ niệm xứ miên mật tinh tấn, thì mình mới có dịp mình thấy cái gọi là tôi hay là của tôi, hắn hay là ả, thị, họ, nó tất cả là giả niệm thôi. Bởi vì cái buồn vui, cái thiện ác, cái nhân quả nó tiếp nối nhau, nó sanh diệt trong từng giây đồng hồ. Mà phải cái đó không phải là lý thuyết, mà mình phải sống chánh niệm ấy, mình mới thấy đang nằm tự nhiên nó muốn ngồi, là tại sao nó muốn ngồi, là vì cái nằm lúc bấy giờ nó làm cho mình cảm thấy không thoải mái. Mình ngồi được một đoạn, một đổi cái mình muốn đứng, rồi mình muốn đi, đi từ điểm A qua điểm B, lúc vui lúc buồn, lúc dễ chịu lúc khó chịu, với cái chánh niệm mà thấy liên tục như vậy thì mình mới thấm thía là dạy vì đâu mà thanh tâm này là vô ngã vô thường. Còn cái học lý thuyết, cấm đầu học lý thuyết, cấm cấm đầu học lý thuyết, ở đâu có giảng nhào vô nghe, ở đâu có dạy thì nhào vô học, mà không có thử sống chánh niệm thì không có thấm cái gọi là nhân quả, không thấm cái gọi là tam tướng. Cái nhân quả mình cứ nghĩ nhân quả là đời sau kiếp khác, không, nó ngay bây giờ khi có phiền não tự nhiên là tâm nó bất an, dầu đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, ái mạn, kiến nghi, thì đó là nhân quả chứ còn gì nữa, không. Còn cái chuyện mà nó cho quả đời sau cái khác là chuyện mai mốt tính, nhưng mà ngay bây giờ là thấy rõ ràng là ăn uống mà không có cẩn thận là bệnh, đó là nhân quả. Đấy. Trong cái sinh hoạt mà nó không có hợp lý, thiếu khoa học thì nó gây phiền phức cho mình, đó là nhân quả chứ còn gì nữa. Đấy. Có sống chánh niệm mới thấy thân tâm này nó là một chuỗi dài tiếp nối của nhân và quả. Đấy. Có sống chánh niệm mới thấy thân tâm này nó là một chuỗi dài tiếp nối của bao thứ nhân quả thiện ác buồn vui. Có sống chánh niệm mới thấy rằng thân tâm này nó không phải là một cái đường thẳng liên tục, mà nó là những cái đốm thiện, đốm ác, đốm nhân, đốm quả, đốm buồn, đốm vui. Và cuối cùng thì thấy thân tâm này là chỉ là những dấu chấm thôi, giống như một bức tranh, một tấm ảnh mà phóng ra 1 triệu lần á, thì lúc bây giờ nó không còn những cái vệt màu vệt mực, mà nó chỉ còn những dấu chấm 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 thôi. Thì khi mà hành giả sống với một cái chánh niệm và trí tuệ miên mật như vậy, hành giả thấy được rằng mình chỉ chớp tắt với những sống và hạt. Để ai học vật lý thì biết cái là sống và hạt thôi. Sống và hạt, xưa giờ mình chỉ biết cái sống và hạt chỉ là ánh sáng và âm thanh, nhưng mà thực ra đó theo Na Tỳ Đàm thì toàn bộ tấm thân mấy chục ký lô này chỉ có sống và hạt thôi, nó chỉ là điện thôi, nó chỉ là năng lượng thôi. Có nhiều lần tôi nói đùa mà là thật, tôi nói cái tấm thân này nó chỉ là một gom, nó chỉ là một chữ chôn thôi, CHON là chữ chôn, C là carbonic, H là hydrogen, chữ O là oxygen, và cái chữ N là nitrogen, nitơ đó, nitrogen. Thì cái carbonic là hydrogen, oxygen và cái nitrogen, bốn cái này nó cộng lại thành chữ chôn. Chữ chôn. Và nó chớp tắt liên tục, nó chớp tắt
tắt chấp tắt. Và cái này không phải là lý thuyết, mà chỉ có hành giả sống chánh niệm á, thì mới thấy đúng là mình chấp tắt. Thì trong cái cảm giác đó, trong cái nhận thức đó, đó, buổi đầu là mình chỉ cảm giác liên tưởng hình dung tưởng tượng, nhưng bây giờ mình nhận thức rõ ràng nó là như vậy đó, thì nó an lạc lắm. Bởi vì tôi chưa biết chứng thánh là sao, nhưng mà tôi có biết chuyện này, khi mình thấy mình là một cái màn sương, một làn khói đó, nó nhẹ lắm. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần một cái tờ giấy, một cọng rơm mà rơi từ ở trên lầu xuống, nó không có bị gì hết, hề hấn gì hết, là vì nó nhẹ quá. Đấy. Nhưng mà một cái chén, một cái tô, hoặc là một thân người mà rơi từ trên lầu xuống thì nó lớn chuyện lắm, phải không? Bởi vì cái trọng lượng của nó cộng với cái sức hút của trái đất, cái gravity của trái đất, cái từ trường hấp lực trái đất, và cộng cái trọng lượng kia nữa, thì các vị thấy nó lớn chuyện lắm. Thì cũng vậy, khi mà mình chỉ là một cọng rơm, mình chỉ là một tờ giấy, mình thấy mình chỉ là một làn khói, nó an lạc ghê lắm. Các vị biết mà, khi mình thấy mình càng quan trọng, mình càng lớn lao, thì cái khả năng mà mình trở thành cái bia bắn lớn hơn. Biết tôi nói rồi, hiểu không? Tôi thấy tôi bề ngang tôi một thước, tôi thấy tôi vĩ đại, tôi hoành tráng, tôi khổng lồ, tôi có tầm cỡ, thì tôi về lúc bây giờ tôi đã thành cái bia để cho đời nó bắn, nó khen, nó chê, vinh nhục buồn vui thành bại đắc thất danh hư trầm phù tiêu trưởng, tôi lãnh đủ. Nhưng mà tôi chỉ thấy tôi chỉ là một cọng rơm, và nhỏ hơn nữa, tôi chỉ là một cây kim, một sợi tóc. Thì lúc bây giờ cái khả năng mà tôi bị tổn thương nó ít hơn nhiều lắm, Đúng. bởi vì cái diện tích, cái tiếp diện mà để mà làm việc với đời nó nhỏ lắm. Đấy. Còn đằng này, khi cái tôi nó càng lớn thì khả năng tôi bị tổn thương nó cũng cực lớn, nhớ nha. Cho nên cái hạnh phúc ở chỗ làm giả khi chưa là thánh, thấy mình một làn khói, thấy mình là chỉ là một nắm cát đó, nó an lạc lắm. Thấy mình chỉ là một màn sương mỏng chờ tan đi, hạnh phúc lắm. Mà cái này nó chỉ có ở hành giả thứ thiệt, chứ còn cái thứ học lý thuyết học hoài cả trăm năm cũng đi về đâu nha. Tôi trở lại cái chủ đề chính của bài giảng hôm nay, đó là tôi nói cái chữ biến thể của phiền não là sao. Thích là thích, ghét là ghét, nhưng mà khi nó có đính kèm cái gọi là tà kiến, đính kèm cái ngã mạn gì đó, nó mệt lắm, nó mệt lắm. Phiền não mà nó lại đi đính kèm với hai thứ đó, nó mệt lắm. Học ai thì làm, chúng ta biết tham không bao giờ đi chung với sân, không, sân không bao giờ đi chung với tham, đó là cái nguyên tắc. Tuy nhiên đó là nguyên tắc cửu chương, không, chứ trong thực tế tâm nó sanh diệt nhanh lắm, nó sanh diệt nhanh lắm. Cho nên là cái tâm tham nó hoàn toàn có thể tác động gián tiếp lên tâm sân, và tâm sân hoàn toàn có thể tác động gián tiếp lên tâm tâm tham. Và cái tà kiến á, trong A Tỳ Đàm nói đó, nó chỉ đi với tâm tham thôi, nhưng mà thực ra nó có hoàn toàn có thể nó tác động gián tiếp lên trên tâm sân. Cái người mà tà kiến á, cái sân họ nó khác. Ví dụ như Rề Bà Đạt Ra, ông ghét Bồ Tát, nếu mà ông là người biết nhân quả đó, thì cái sân ông giận ngạn chút thôi, nhưng mà vì trong nhiều kiếp sanh tử ông còn phàm phu mà, ông bất kể nhân quả, ông là ông ra tay với ngài bằng những đòn độc, phải nói là đòn độc, mà tới kiếp chót mà ông gặp ngài mà lúc thành Phật rồi, ông còn ý ông giết ngài, lúc đó là hoàn toàn là cái tâm, cái lòng muốn làm giáo chủ đó là tham, nhưng mà cái lòng muốn giết Phật đó là sân. Mà cái tham, cái sân của Đề Bà Đạt Đa hoàn toàn là do cái tà kiến nó tác động. Bởi vì một vị thánh tu đầu quần không bao giờ mà có khả năng mà hờn giận ai, mà đến cái mức mà bất kể nhân quả, không có. Cái đó các vị hỏi từ kinh nào nói, dạ đó là cái kinh Tăng Chi phần một pháp được Phật ngài dạy này các vị kheo. Đây là những chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Một vị thánh tu đầu quần vì lý do nào đó mà thấy vạn hữu là trường tồn vĩnh cửu, thấy rằng có cái trên đời này sau khi sanh ra không bị mất đi, chuyện này không bao giờ có. Vị thánh tu đầu quần thành tựu chánh tri kiến không bao giờ có thể xuống tay vi phạm năm cái ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết la hán, làm thân gọi là thân Phật chảy máu, trong kinh nó không phải chảy mà làm máu bầm thôi, Phật thì tối đa máu bầm, làm Phật bị máu bầm và chia rẽ tăng đoàn. Thì nghe nói này, hoặc là nghe nói rằng là nghe một vị tu đầu quần không bao giờ mà đi tái sanh quá 7 kiếp, vị tu đầu quần không bao giờ mà bị phạm mắc vào cái tà kiến, đây là những chuyện không bao giờ xảy ra nha. Mặc dù vị này vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, nhưng mà cái tham, cái sân, cái si vị này không bị cái sự can thiệp chi phối ảnh hưởng của tà kiến. Đấy,
Cái đó nguy hiểm lắm, bởi vì muốn tránh tà kiến thì phải có hai cách. Cái này cũng kinh nói, thì tôi nói bằng tiếng Pali nha, chứ nãy cho bà con dò trong Google chứ còn nói chết 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 là biết đường đâu dò. Này, cái nhân mà làm tà kiến và nhân chánh kiến đều có hai, nói gọn thôi nha, cái này nói gọn có hai. Một là nguyên nhân của tà kiến là ayonisomanasikara đó. Ayonisomanasikara đó, tức là suy tư không hợp lý, suy tư không hợp lý sẽ dẫn đến tà kiến. Cái thứ hai nữa là paratokoso, có nghĩa là học hỏi từ người khác. Học hỏi từ người khác, tức là một cái nhân, cái lý do mình, nguyên nhân tạo ra tà kiến, một là mình suy tư nó không có đúng đắn, không có chín chắn, không có tới nơi tới chốn, suy tư lệch lạc, suy tư phiến diện một chiều, suy tư dựa trên cái nền tảng là eo hẹp, hạn chế, gầy guộc, thiếu máu của mình, không? Đó là một trường hợp. Hai đó là paratopo sẽ có nghĩa là do học từ người khác, không, bản thân không có chủ kiến, dựa vào người khác, khác phán sao tin vậy, là sẵn sàng làm cái con chuột bạch để cho người ta thí nghiệm đấy. Và chánh kiến cũng có hai cái y chang vậy, một là yonisomanasika đó, có nghĩa là suy tư đúng mức, đúng cách, hợp lý, và thứ hai nữa là cũng là parato hoso, có nghĩa là cũng phải do nghe và học từ người khác đấy. Thì bây giờ trước mắt mình thấy trí nó có ba, đó là văn, tư và tu. Văn tức là những gì mình nghe, mình đọc từ người khác. Còn tư là khả năng gặm nhấm, tư duy, thấm thía, tiêu hóa một mình. Còn cái tu là cái khả năng nhận thức thông qua cái kinh nghiệm thực tiễn trong hành trì bằng chánh niệm, bằng trí tuệ nha. Đó là văn tư tu. Thì là một người phàm thì đương nhiên là phiền não không có mẻ gram nào rồi. Nhưng mà có học giáo lý, lại có suy tư, lấy cái kiến thức giáo lý làm nền tảng để tư duy, để mà hành trì thì hạn chế được, tôi nói là hạn chế nha, hạn chế được cái tà kiến. Thì lúc bây giờ cái tham sân si mình không có đáng sợ bằng cái tham sân si của cái người hoàn toàn mù tịt về giáo pháp. Nó nguy hiểm chỗ này, nguy hiểm sao ta? Một câu kinh có thể hiểu 1 tỷ cách. Một câu kinh đó, có thể được hiểu 1 tỷ, chứ không phải 1 triệu, 1 tỷ chín số không, 1 tỷ cách. Tại sao tới 1 tỷ? Tùy vào cái căn cơ, cái nền tảng nhận thức, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống của mình, mà mỗi người có một cái khả năng nhận thức, đánh giá vấn đề khác nhau. Chưa hết còn nữa, cái đối tượng mà mình đến mình chọn làm thầy, mình lắng nghe đó, cái đối tượng đó nó cũng có cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, nó cũng có cái thiện cái ác của riêng họ. Và từ đó đứng trước một câu kinh, họ lấy, họ cũng có một cách hiểu của họ, họ lấy cái nền tảng nhận thức của họ để họ suy diễn câu kinh đó, rồi mình nè, mình đón nhận cái quan điểm của họ thông qua cái nền tảng của mình. Các vị nghe kể không? Nó dễ sợ của đó. Tôi ví dụ như các vị nghe sự sáng nhiên, nghe thầy sáng nhiên, thầy 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 giảng, tôi xin bảo đảm 1000% là nguyên cái pháp hội đó không phải ai cũng hiểu thầy giống nhau. Và các vị nghe tôi, các vị nghe thượng tọa chánh minh đấy, thì các vị cũng không có thể nào mà 100 người, 1000 người mà có cùng cách hiểu tôi không đồng ý đấy. Và bản thân ba người là thượng tọa chánh minh, thượng tọa sáng nhiên, mà chúng tôi ba người là cũng có cái sai biệt, khác biệt nhau trong nhận thức rồi đấy. Mặc dù trên nền tảng thì căn cứ vào một 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 công thức đúng, nhưng mà trong cái chỗ nhận xét riêng tư từ vấn đề, nó đương nhiên nó phải có chỗ khác đấy. Chúng tôi mới bèn lấy ba cái khác này, chúng tôi trao truyền lại cho ba cái pháp hội gồm 300 người, thì tôi xin đoan chắc rằng ba chúng tôi đấy, mà cộng với 300 kia đó là nó ra mấy trăm cái nhận thức khác nhau. Có thể nó khác nhau ít nhiều nhưng mà có khác nhau, tôi dễ sợ như vậy được quý vị. Cho nên phải luôn luôn có một cái lập nguyện, đó là đời đời gặp được chánh pháp, có được chánh kiến đấy, là chỗ đó đời đời có được khả năng suy tư, phải nguyện thôi, phải nguyện quả Phật chánh đẳng giác mà nó còn nguyện được mà. Lòng phước là nguyện, nói chi là cái chánh kiến, gặp được minh siêu thiện hữu là mình phải nguyện. Tại sao có những người hôm nay có lòng thiết tha học đạo, hành đạo, chứng đạo mà lại ở cái chỗ có cơ hội để học đạo, hành đạo, trong khi có biết bao nhiêu người Phật tử, chẳng hạn như bên Úc,
đếm tới đếm lui thì được có mấy cái chùa thôi, mà đâu phải ai cũng có khả năng gọi là Anh ngữ để mà vào học đạo với các vị tăng người da trắng, và cũng đâu phải những ai giỏi Anh văn là đều vào trong đó mà hiểu được đúng lời của các ngài giảng. Chẳng hạn như Ajahn Brahm này, có nhiều người đến với Ajahn Brahm, mỗi người có một cái nền tảng khác nhau. Tôi biết có người tìm đến Ajahn Brahm giống như là đi tìm đến một cái bác sĩ tâm lý vậy đó. Bây giờ Ajahn Brahm cho mình những cái lời khuyên rất là nhẹ nhàng, hớm hỉnh với giờ vui, giúp mình buông tránh, nhưng mà cái đó nó không nó, nó, nó đó là một cái kiểu đón nhận từ Ajahn Brahm. Có người đến với Ajahn Brahm họ học Phật pháp để họ tu tín niệm xứ để cầu có quả giải thoát. Có người đến với Ajahn Brahm là chỉ tìm một cái sự chia sẻ thuần tâm lý thôi. Này, các bạn thấy chưa? Cho nên là chính cái nền tảng của mỗi người nó lại tiếp tục đẩy chúng ta về một cái nền tảng khác. Tức là chúng ta học toán chúng ta biết A cộng B rồi nó là nó ra C, nhưng mà C cộng lỡ lại A thì nó lại ra cái khác. Học vẽ cũng biết cái đó. Màu xanh cộng với màu tím là ra màu A. Màu xanh cộng màu tím, rồi bây giờ màu tím cộng với màu đỏ thì nó ra màu C. Màu đỏ cộng với màu tím nó ra màu F. Màu F cộng với màu xanh nó ra màu N. Cứ như vậy cộng hoài. Cứ mỗi kiếp sống do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường. Tôi tiếp nhận cái lời hướng dẫn của người khác, những trang sách, những bài giảng của người khác theo cái cách thế của tôi, theo cái trình độ, theo cái căn cơ, theo cái sở tánh, theo cái nền tảng của tôi kiếp này. Và sau khi cộng hết lại thì cái kiến thức của tôi 5 năm nữa không giống như tôi bây giờ. Và với 5 năm nữa với kiến thức lúc đó đó, tôi lăn ra tôi chết. Nó trở thành ra là một món hành trang để tôi đi về một kiếp khác. Kiếp khác tôi tiếp tục tôi cộng nữa, tôi cũng gặp thầy bà nữa mà hên xui. Đấy. Hên xui. Không, hên xui. Hên xui nếu mà gặp được minh sư thiện hữu, còn không nó là gặp cái thứ mà tà sư ác hữu là chết nữa. Mà cứ mỗi kiếp sống vậy mình đi gom góp thứ chút, thứ chút, thứ chút. Đấy. Cho nên cái 14 của mình càng lúc nó càng biến thể. Tại vì tôi nói giống như cái trái cầu, trái cầu bằng tuyết, mình cứ lăn lăn, càng lăn nó càng lớn, mà khi mà nó càng lăn nó mới gom vào trong đó, nào là rác, nào là tuyết, nào là đất tùm lum trong đó, nó càng lăn nó càng lớn. Mình cũng vậy, cái dòng luân hồi của mình càng đi thì mình cứ càng thu gom 14 25 14 25 14 25, và trên cái quá trình mà thu gom đó đó, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, tùy vào những điều kiện như là minh sư thiện hữu hay là tà sư ác hữu, mà chúng ta gom cái gì và chúng ta tiêu hóa ra sao, thì lúc bây giờ cái 14 chúng ta nó biến chất này, nó biến thể này. Cái nguy hiểm là cái variant, cái mutation là chỗ đó, đó. Nó biến thể, nó biến thể. Cái tham của người có tà kiến và cái tham của người không có tà kiến, cái sân của người nhiều tà kiến và cái sân của người ít tà kiến, cái tham của người nhiều hoài nghi và cái tham của người ít hoài nghi. Trên cái nền tảng đó chúng ta cùng trong một kiếp sống nào đó, chúng ta cùng gặp nhau, cùng đi chung một xuồng, cùng làm một nghề, cùng đi chài lưới giăng câu giống nhau, nhưng mà cái quả ác không giống nhau. Là vì sao? Vì cái nền tảng tâm thức bất thiện của mình ấy, nó không có giống nhau. Đây, nó không giống nhau. Có người mình họ đi câu cá xong họ câu được con nào, họ bỏ vô trong cái túi lưới, họ thả xuống nước, họ ngâm. Khi nào về mới đem cá về, cá còn tươi rói, sống nhanh, khỏe mạnh. Còn có người thì họ đi câu xong họ dồn hết mấy cá vô trong cái thùng nước có chút xíu nước lấp sấp, mấy cá nó vừa nóng mà nó vừa ngọt, về con sống con chết. Rồi trong kinh kể là có cái ông thợ săn đó, ông đi săn thú một lần, ông đi thăm bẫy vậy đó, thăm bẫy thăm lưới chim đó, nó xa lắm, cho nên là ông bắt được con chim thì ông bẻ cánh, còn bắt được thú thì ông bẻ chân, ông sợ nó chạy ấy. Cứ bẻ cánh bẻ chân, bẻ cánh bẻ chân, cứ mỗi lần đi săn về sách nguyên một chùm vậy đó, con nào cũng tàn thế. Ông chết rồi ông đi địa ngục, ông đi địa ngục xong mà ông là một người tu hành nhiều kiếp đó nha, mà nhầm cái kiếp sanh ra môi trường sống tệ quá mà lại gặp tà sư ác hữu nữa, cho nên ông làm thợ săn. Đấy. Ông chết rồi ông mới xuống địa ngục, thời gian trời trở lên ông làm người tu tập tiếp, ông cũng thương người, cũng làm lành lánh dữ, nhưng mà cái quả mà hành hạ chúng sanh nó cũng còn đó này. Trên kiếp chót thì muốn gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì ông là một vị tỳ kheo, mà trời đất ơi
ổng bị bệnh mà coi như là tôi nói mủ máu đàm nhớt, tôi nói nó tè lè, nó tanh tưởi, nó hôi thối. À, anh em mà đầu thấy nhẹ nhẹ còn chăm sóc riết họ ớn quá đi, cứ ở trên thì chảy mủ chảy máu, ở dưới nó cứ rẹt 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 rẹt, rẹt dần thè nhất lại hôi hám, ai mà dám. Cuối cùng cái bỏ nằm là tôi nói lay lắc ở trong hậu viện của chùa á. Thì cái buổi sáng đó Đức Thế Tôn là mới dùng cái Phật nhãn ngài rọi quanh trong 10.000 thế giới, coi ai là người để ngài độ trong cái ngày đó. Thấy vị này sát bên ngài, thì bữa đó chư tăng đi bác hết thì Đức Phật mới ngày nay ở lại. Đó, thì ngày ngày mới đi một vòng thăm mấy cái liêu phòng của các tỷ kheo, ngày đi nghe cái phòng đó, ngày nghe cái tiếng rên ở trong, ngày mới gõ cửa. À, vị nó nói cửa không có khóa, xin mời vào, vị nó đâu biết ai. Thì thấy Đức Phật là vị nó mới chòm vậy, thì Đức Phật nói không, ngã nằm xuống. Rồi ngày Đức Phật hỏi vì đâu không ai chăm sóc ngươi vậy, nó dạ hồi đầu có nhưng bây giờ anh em ớn quá bỏ đi hết, chứ thêm nên bây giờ con đang nhầm nhật từ trừ khất thực. À, thì chưa đang về anh em có cho chút đỉnh để ăn vậy thôi, chứ còn con giờ ai cũng ngán con hết. Thì Đức Phật ngài nói với ngài Anan đi ra ngoài ngoài làng á, đến nhà Phật tử xin một miếng nước nước sôi nước nóng á, về thì đích thân Đức Phật với ngài Anan mới rửa cái vết thương, rửa chỗ lầy chỗ lở đó, ngài rửa. Đây là một câu chuyện nổi tiếng đầu đầu Phật á, trong Phật giáo á. Ngài mới rửa vết thương cho đích thân bị chánh đẳng chánh giác nha. Trời người ba cõi coi ngài là cha lành, là từ phụ, là coi như là đạo sư rồi. Rồi coi như một cái người mà chỉ mới hứa giáng sanh là 10.000 vũ trụ rung động đấy, mà bây giờ người đó ngồi im lại tỉ mẩn chi ly, ngồi rửa ráy vết thương, đắp y áo vị này cho đàng hoàng, xong rồi mới ngồi giảng pháp cho vị này nghe. Này, thân này không phải là của mình, do các duyên giả hợp, ở đây chỉ có cái khổ có mặt chứ không có ai đang bị khổ. Thì ngày giảng xong vị này đắc a la hán, xong vị này tịch luôn. Mà các vị thấy không, cũng là làm thử săn đó. Mà tại vì mỗi người có một kiểu thì thôi, người ta nhốt chuồng nhốt lòng không, bẻ hết, bẻ cánh bẻ giò bẻ tùm lum hết á, ác vậy đó. Rồi bia làm hước cũng bỏ tiền ra vô chùa Dương Nghi, nhưng mà có người thì vô chùa chỉ thích bỏ tiền bạc triệu ra nó cũng bận ra miệng đời, rồi bỏ tiền ra là coi như chỉ có trai tăng thôi, lo ăn cho tăng đi. Nè, có người họ lại dư dư cái như cái lò lòng của họ đó. Thích đại phật tử chỉ đại chư tăng thì thích sơn hết, có người thích làm nhà cầu nhà tắm, có người thích sơn sửa nhà bếp, có người thích làm tăng xá, có người thích làm thư viện, có người thích làm lớp học vân vân. Thì chính cái chọn lựa đó của mình ấy nó mới dẫn đến cái chuyện đời sau kiếp khác sanh ra nó là cũng giàu có, nhưng mỗi người giàu một kiểu, có đứa giàu mình ngu, có đứa giàu mình xấu, có đứa giàu mình nó đẹp. Đây nhớ nha, do cái chọn lựa của mình thôi. Cho nên là cái biến thể của phiền não là như vậy đó quý vị. Biến thể có nghĩa là trong ngay ở trong cái tâm tham tâm sân của mình, mà nó có cộng với những cái chi tiết phiền não đính kèm đó, thì nó làm cho cái bản thân cái phiền não đó nó bị gọi là biến thể này. Ví dụ như mình cũng nghèo, mình cũng cần kiếm tiền, nhưng mà tại vì mình nó bản chất mình là nó ác lắm, tâm mình nó bất gọi là người gọi là bất nhân. À, cho nên cũng kiếm tiền, mà kiếm tiền trên cái máu lệ của người khác là cái tham của mình, mà nó đi phải đi kèm để đi bên cạnh cái tâm sân. Tức là thích nhìn người khác họ đổ máu rơi lệ lắm để mà mình làm giàu. Nhưng có người cũng thích làm giàu, nhưng mà thích làm giàu trong nụ cười của thiên hạ cùng nhau tiến lên. Nhưng mà có người thì họ sẵn sàng chà đạp người khác để mà làm giàu, để mà kiếm sống. Đây các bạn thấy chưa, cũng là tham hết, đứa nào cũng muốn có tiền hết, nhưng một đứa nó khoái cái tiền nó của nó phải thấm đẫm này, cái máu lệ nó mới sướt này. Nhưng có người thì họ thấy người khác rớt nước mắt họ chùng tay này, các thấy chưa, thấy chưa này. Tức là cái tâm tham khi mà nó biến thể rồi nó độc lắm này. Rồi bây giờ qua tới cái thiện nè. Qua tới cái thiện nó biến biến thể là sao? Thiện lẽ ra nó ngon lành, nhưng mà tại nó bị tác động gián tiếp bởi cái 25, nó bị tác động gián tiếp bởi 14 này. Cũng có lòng muốn bố thí cúng dường phục vụ, nghe pháp tụng kinh ngồi thiền giữ giới, người ta tới đâu mình bèn tới đó, nhưng mà mình có tật mình hay ganh tị. Dù chùa cũng tu hành cũng ngon lành lắm, nhưng mà có tật ganh tị, lườm lườm liếc liếc, sao các bạn sao bắt thân gì trụ trì dữ vậy ta,
Tôi cũng đi chùa cho các bạn đó, bạn đông dữ vậy ta, đặt bà đó thí chủ thì mặt bà háo danh chứ hứa cái gì được mặt bà làm quá ghét. Tức là quý vị thấy không, cũng cái động cơ sáng nay của tôi vô chùa rất là lành, chí lành chí thiện chí thánh, nhưng mà tự nhiên nó bị cái ông danh tiện ông chọt vô, và tôi còn biết nhiều cái chuyện động trời, tôi tiếc đáng tiếc nó đang bỏ tiền nó làm phước, tự nhiên đang bị chiếm của cái tiết kiệm được chút cũng hay. Chính cái kẹo giờ cuối, cái kẹo giờ cuối tự nhiên đang vui vẻ đang pha làm nguyên một cái thùng nước đá chanh chanh muối chanh tươi ngon lành cho đại chúng uống, tự nhiên liếc liếc rồi thấy thôi cho chịu tăng rồi, tự 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 lo đi, cái liếc liếc mà đi cái cất bớt đó giờ cuối vậy. Đời Đức Phật Ca Diếp có nguyên một cái đám Phật tử đông như quân nguyên hùng hạ với nhau xây bảo tháp thờ Xá Lợi, thì cái ông thợ cả đó, trong cái đám mà thợ cả đó, để mà cất, ông nghe nói cái chiều cao của tháp cao đó, ông nói thôi mình thờ Phật là thờ trung tâm, tháp tượng trưng làm gì cao tốn tiền, nó thôi gì vừa, ông thợ cả ông nói vậy. Trời ơi, ông đẻ thì kiếp nào ông né lục xịch, tại hai thứ ông có thứ hai đó, mà người ngoài không biết á, thì nghĩ ông này có ý tiết kiệm, nhưng mà thật ra đó do cái tấm keyboard, tấm keyboard rồi giờ cuối ông hơi xén một chút, mặc dù ông phải xén bỏ túi nha, không không có bỏ túi nha, ông chỉ tiết kiệm cho đại chúng thôi, nhưng mà chi chặn chút vậy đó, chút vậy đó. Hoặc như trong đời Phật Ca Diếp có một cái vị thọ thần sanh ra trong một cái gốc cây kế bên bảo tháp ấy. Cái chuyện này hơi phong thần, có dự tin hay không này mặt sát, ok ổng có cái tâm nguyện là không có để cho đứa nào tới mà coi như là xả rác, là bài biện bê bối chỗ thờ Xá Lợi, nghĩ bụng ổng nói tao mà ở đây rồi đứa nào tới đây mà lén phép, không có cái tâm lành như vậy đó, ông bảo vệ cho cái bảo tháp sạch sẽ tôn nghiêm, để cho bà con thập phương vãng lai rồi tới lạy Phật cho thoải mái con Internet nó sẽ bị tao kiếp ông về trời xong nó sanh ra kiếp nào, ông không có gì bị mất trộm, thì ông có cái lòng bảo vệ bảo tháp này, mà tới kiếp cuối cùng rồi đó ông gặp được Đức Phật mình ấy, ông chứng là Hán, là gọi là tôn giả Upavana. Upavana mà ngài ngài có một cái kỳ cục chỗ này là chư thiên đó, thiên nhãn đó là núi đó, ngọn núi mà họ nhìn xuyên qua thân cây, xuyên qua vách tường, xuyên qua đất đá, rồi rồi chư thiên họ đều nhìn xuyên qua hết, nhưng mà họ không nhìn xuyên qua cái thân vị này được. Solid, vừa stable vừa solid, solid đặc biệt không có nhìn xuyên qua được này. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn gọi là sắp viên tịch ấy, thì vị này là đứng hầu cầm quạt hầu hầu quạt quạt cái Thế Tôn, thì chư thiên trong 10 muôn vũ trụ tới để mà chầu hầu lễ bái chiêm ngưỡng Đức Như Lai dần gần lần cuối đấy, mà họ nhìn thấy ngài nguyên cái kim báu thân đẹp lộng lẫy, đặc biệt cái là chỗ nào cái có những cái góc mà họ nhìn mắc kẹt cái body của ông ở cái vị này, họ thấy không được ngài, giống như bức tường thành vậy cui rồi, cái họ mới than phiền, họ nói chúng ta từ xa đến để chiêm ngưỡng Đức Như Lai mà bây giờ bị vị tỳ kheo rồi đứng đây kẹt quá, mà trong khi với thiên nhãn thì họ nhìn xuyên qua núi được mà không nhìn nhìn xuyên qua cái thân vị này được này. Thế là Đức Phật ngài mới dạy này, Upavana tránh sang một bên, tránh sang một bên, thì ngài đang nó bạch Thế Tôn, tôn giả Upavana đang quạt hầu cho Thế Tôn mà sao Thế Tôn đuổi tôn giả đuổi hiền giả Upavana, Phật nói không, anh đang không có nghe đó thôi, chư thiên họ than phiền, họ muốn nhìn Như Lai mà họ không có thấy được, họ không có thấy được. Ừ. Thì ngài mới tránh qua bên, thì trong chú giải mới nói là do ngài có cái có một cái hơi lắt léo trong cái lúc tận nghiệp này, là nó cứ có cái lòng mà bảo vệ đó, thì ra cái tâm này đời đời sinh ra ngài là coi như là gọi là bất độc bất xâm, mà gọi là đau thương bất nhập, không thân thể ngài không có gì xâm phạm được, mà nhà cửa tài sản của ngài là của ngài để đó, bây giờ để giữa chợ là một rừng móc túi không đứa nào mà dám thò tay thò chân vô hết này, cái phước vậy đó, là tùy do cái kiểu kiểu làm phước, cũng cúng dường một bữa ăn này, cúng dường bữa ăn, nhưng mà có người họ mong rằng á, mà mấy người này ăn xong á, là học đạo nè hành thiền tốt đó, đó là mình bố thí, nhưng mà mình lại cộng với cái duyên duyên trí tuệ. Có người họ thấy trộn mấy ông sư sanh lè sanh lét
Hành giả chắc khóa thiền ngày này thiếu ăn, cũng bỏ tiền ra nhưng mà mong mọi người ăn xong ai cũng được khỏe. Ráng làm phước 3 ngày tuần lễ đó cho cái trường thiền này ai cũng được đỏ đỏ tươi tươi chút, nhìn thấy ai xanh lè thấy tội nghiệp quá. Thì cũng làm phước nhưng mà tạo cái nghiệp nghiệp sức khỏe cho kiếp sau. Đấy, nó là vậy, cũng là bố thí. Rồi có người đẹp gieo cái nghiệp trí tuệ, có người gieo nghiệp sức khỏe, mặc dù bố thí là gì, là gieo cái nghiệp gọi là để tài sản rồi đó, nhưng mà nó có đính kèm cái đó, là do là sao, là bởi vì lúc đó là thiện tâm mà nó coi như nó đính kèm với tâm sở trí. Còn thiện tâm mà nó bị tác động từ xa bởi phiền não, nãy tôi mới nói rồi, cũng đang đi ngồi thiền nên làm phước mà mắt lườm liếc ghét này ghét này kia, đó là coi như là lúc đó thiện tâm nó bị gọi là bị biến biến tướng biến thể rồi. Đây, nó bị biến thể, nó bị mutation, nó bị variant, bị rồi đó. Thì bây giờ trong bài giảng mà tôi muốn nói cái gì, thứ nhất tôi muốn nhắm đến một cái đề tài rất là thời sự, đó là hôm nay chúng ta đọc các trang tin Reuters, rồi BBC, rồi Voice của Mỹ, thì chúng ta thấy hôm nay là coi như là cái COVID này nó lên tới các cái biến thể gọi như là alpha, beta, gamma, delta, rồi mình thấy kiểu này là càng lúc mà mình thấy nó càng dễ sợ. Nhưng có điều tôi cũng có niềm tin là cho tôi nói cái này nó hơi đời một chút, tức là theo cái luật của vũ trụ là luật đào thải. Thì lâu lâu trong trời đất nó phải có một vài cái sự cố sự biến để cho cây cỏ đất đá chim muông súc vật con người nó trải qua một cái đợt đào thải. Cái đó là việc chuyện đương nhiên, tôi không tin là chết hết, bởi vì chúng ta biết rằng theo lịch sử thì lịch sử y học thế giới thì nó những trận dịch lâu đời nhất mà chúng ta còn được biết đến, chẳng hạn như trận dịch ở châu Âu thế kỷ trước, nó đã cướp đi sinh mạng của 18 triệu người, nhưng mà rồi nó cũng qua đi. Đấy. Và chúng ta biết khủng long mà nó còn phải bị một sự cố sự kiện nữa đó để mà nó bị xóa sổ mà. Và bao nhiêu thứ là thực vật, động vật trên hành tinh này nó cũng trải qua những sự cố sự biến nào đó mà nó bị xóa sổ hoặc là nó bị gọi là đổi gen, thấy không? Chỉ là bình thường. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng đó là bây giờ dẹp được COVID thì nó cũng sẽ lòi ra thứ khác. Nó phải lòi ra thứ khác là vì thứ nhất là cái duyên nghiệp chúng sinh. Một phần đó nữa đó là cái vận hành tự nhiên của trời đất. Có nghĩa là mọi thứ nó cũng phải có thành trụ hoại diệt. Cái chuyện chỉ đương nhiên, tại vì mình sợ chết rồi mình đặt vấn đề nó lớn. Chứ còn phải nói đó là cái đương nhiên. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, khi thấy tôi là tôi thì mọi sự nó lớn chuyện lắm. Nhưng mà có sống tứ niệm xứ thấy mình chỉ là chóp tắt. Có tu tứ niệm xứ thấy mình chỉ là một cái ngọn cỏ vô danh trên cái cánh đồng, trên cái thảo nguyên bạc ngàn của vạn hữu. Thì lúc đó mọi chuyện nó đơn giản. Không, mình chỉ là một cọng cỏ bé mọn vô danh trên một cái thảo nguyên vạn hữu bạc ngàn. Thì nó nhẹ nhàng lắm. Đoạn này mình dựng một cái tôi cao chạm mây thì nó lớn chuyện lắm. Không, tôi sướng, tôi khổ, tôi nghèo, tôi giàu, tôi dốt, tôi giỏi, tôi khôn, tôi ngu, tôi sang, tôi hèn. Rồi tôi là thế, tôi tên gì, họ gì, quê quán, quốc tịch ở đâu, tôi sướng, tôi khổ, cái gì cũng tôi. Mà cái tôi mà nó càng to chừng nào đó thì mình trở thành một cái bia lớn để gọi là dễ bị tấn công, dễ bị tổn thương. Khi mà mình thu nhỏ mình lại đó, tôi thu tôi bé lại làm mưa mưa tan giữa trời. Đơn giản như vậy đó. Đấy. Ở đây không phải là lý thuyết, đây là sự thật. Cách đây mấy hôm, trong một lớp học mấy hôm, cách đây 4 hôm, trong lớp học ở tại núi này nè, mấy người bên Đức vừa qua, tôi có nói thế này. Tôi nói mình thấy mình nhỏ lại thì mình bất khổ. Tôi nói với họ thế này, tôi nói tù tù các vị mới tin. Đây, okay. Tôi nói tù tù các vị mới tin, nhưng tôi nói là như vậy chắc các vị tin. Tôi sợ chết. Thứ nhất là tôi cũng sẽ chết. Thứ hai, tôi không muốn ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Các vị tin cái đó mà. Tin chứ sao không tin. Tôi nói tôi sợ chết thì các vị tin rồi. Cái thứ hai tôi cũng không muốn là tôi ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Cho nên ngay từ bây giờ tôi, ngay trong lúc còn sống, còn khỏe, còn tỉnh táo, tôi phải chuẩn bị một cái đường hướng, một cái nền tảng nhận thức, tư duy, tư tưởng, tinh thần thế nào đó mà để mà cắt cớ mà coi như là bác sĩ mà phán một cái là tôi không có vãi ra quần. Thì chỉ nói chuyện sự thật quý vị phải tin rồi, chứ tôi không dám nói là tôi là bậc chân tu để cầu giải thoát, tôi không dám nói. Nhưng mà có cái này các vị tin, tôi sợ chết. Và một cái sợ thứ hai là tôi không muốn
ra đi trong cái sự sợ hãi cuốn quýt rung bắn cả người, mặt tái mét, mặt lạnh ngắt là tôi không ham. Mà tôi chỉ mong có một ngày mà khi tôi nghe tin bác sĩ phán là du kỳ cuối rồi, ok cuối thì ok, cái duyên tới đây nó mãn thôi. Thì mình phải nghe bằng cái tâm trạng của cái người mà nghe thợ sửa nhà, nó nói nhà ông bây giờ là phải rebuild. Mình nghe mặc dù nghe nó hơi sốc thiệt, nhưng ít ra cái nhà đó hoặc nhẹ hơn chút, chiếc xe này cho ông phải bỏ rồi, hoặc nhẹ hơn chút cái Honda này phải liền rồi, nhẹ hơn chút cái đồng hồ này phải dục rồi đó. Và cuối cùng cái chậu kiển này héo rồi bỏ. Đấy, phải bằng cái đó đó. Chứ còn các vị hỏi tôi chứ mục đích của siêu tu để đời này kiếp này sẽ đắc cái gì, tôi nói tôi không dám. Dĩ nhiên là mình cũng phải có hy vọng, nhưng mà cái mà tôi hy vọng, mà cái mà tôi treo lủng lẳng trước mặt tôi đó, cái củ cà rốt mà tôi treo trước mặt tôi chính là cái khả năng ra đi trong thanh thản. Ra đi trong thanh thản. Tại vì tôi nhắc lại lần nữa, năm mươi mấy rồi, đau hiu rồi, xuống đồi xuống dốc rồi, cái mà ngại nhất cái thể đó là ra đi trong sợ hãi hoặc là tiếc nuối. Hàng xóm của tôi là một cụ 90 tuổi, ông là một triệu phú, giàu lắm, đất nhà ông tôi nói bạc ngàn sa văn luôn. Ông mùa hè này ông về, ông ở đây, ông ở kế bên, ông ở đây cũng tuần. Sáng nay ông đi, 90 tuổi rồi, 90 tuổi. Mà có con dốc không, là con dốc khoảng 6-70 bậc thang gì đó, mà ông phải ngừng lại mấy lần, 90 tuổi mà không có con, ông có con cháu gì hết. Ông giờ ông chết rồi là coi như là giao hết cho nhà nước đấy. Một là nhà nước, hay là cho một cái, cho nhà thờ, hay là cho cái cơ quan từ thiện nữa, tôi không biết. Nhưng mà đại khái là ông chết là ông bỏ hết. Rồi tôi nhìn ông tôi chạnh lòng, tôi nói trời ơi, bây giờ mà cho tôi tài sản gấp 50 lần của ông, mà cái nhận thức của tôi y như ông, tôi không hát. Mà ông thì nói gì, cho Bill Gates, bây giờ cho tôi giàu như Bill Gates mà cái nhận thức về cuộc đời, về giáo lý y như ông Bill Gates, tôi không đổi. Các vị có quyền không tin, nhưng mà tôi chỉ có thể nói tới đây thôi. Là ở tuổi 50 của tôi, với tình trạng sức khỏe của tôi, mà tôi có 100 tỷ tôi xài cái gì, cũng là xài cho người khác thôi. Và cái mà nhiều nhất mà tôi có được đó chính là tôi gieo cái phước bố thí cho kiếp sau. Mà muốn gieo cái phước bố thí cho kiếp sau, tôi đâu cần tới 100 tỷ, tôi cần không. Mà cái mà kinh hoàng nhất là năm nay tôi 53 tuổi rồi mà tôi có 100 tỷ. Tôi liệu tôi xài số tiền nó được trong mấy năm? 10 năm, 20 năm. Không. Rồi cái phần còn dư lại là cũng đứa khác nó ăn, chứ không phải là tôi. Mà cái kinh dị nhất là cái lúc mà tôi nằm tôi ngáp ngáp ở trong bệnh viện, sống bằng cái life support. Nó chọn cái ống. Lúc đó tôi không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới và tôi sẽ đi về đâu. Cái đó là cái kinh khủng nhất. Cái chuyện mà 100 tỷ lúc đó là zero. Nó còn tệ zero nó, bởi vì không có thì ít khổ, còn cái thứ mà có mà bỏ lại cho thằng khác là tiếp quản, đau lắm, đau lắm này. Cho nên là cái chuyện mà mình tu hành đắc chứng cái gì tôi không biết, mà tôi chỉ biết một chuyện là hãy sống như thế nào mà để có thể đón nhận cái chết một cách thanh thản nhất. Tôi cho rằng đó là cái mục tiêu mà gần gũi nhất mà chúng ta nên nhắm đến. Thì như hồi nãy tôi nói, trong bài giảng này tôi nhấn mạnh đến cái đề tài gọi là biến thể, biến thể của phàm tâm, nội dung là biến thể của phàm tâm. Thì biến thể là sao? Tham hãy để nó là tham, sân hãy để nó là sân, nhưng mà đừng để nó trở nên nguy hiểm bằng cách là bị tác động bởi tà kiến. Đây, Phật pháp cũng, thiện pháp cũng vậy. Thiện pháp hãy để nó là thiện pháp, từ tâm hãy để nó là từ tâm, nhưng mà đừng để nó biến tướng thành ba cái alpha, gamma, beta gì ghê quá. À, có nghĩa là cũng thiện, nhưng cái thiện đó nó bị tắt, là bị kích hoạt từ xa bởi phiền não thì mệt lắm, mệt lắm. À, giữ giới mà thiếu trí tuệ, nghe pháp mà thiếu trí tuệ, bố thí mà thiếu trí tuệ, tu hành mà thiếu từ tâm, thiếu cảm thông, thiếu chia sẻ, thì thiện thì nó vẫn là thiện đó, nhưng mà nó đã bị gọi là bị biến thể, bị biến tướng rồi. Thì đời sau kiếp khác sinh ra nó mình hưởng cái quả lành, nó cũng chạy trật, nó cũng tật nguyền lắm quý vị, nó tật nguyền lắm. Cái mà tôi sợ nhất là đời sau sinh ra nó giàu mà nó lại cái đầu nó bị tối ngán lắm. Trong khi cái quan trọng nhất là gì? Uống thuốc chữa bệnh, uống thuốc chữa bệnh, nhưng mà cũng phải kiêng khem trong vấn đề ăn uống.
Này, nó nhớ nha, tức là trong cơ thể mình có cái mình phải bớt và phải có cái phải thêm, thì mình mới có cơ thể hoàn hảo. Còn đằng này mình cứ nạp thuốc bổ vô, hoặc là cứ nạp thuốc chữa bệnh vô mà quên thuốc bổ, uống thuốc bổ mà quên uống thuốc chữa bệnh, làm được, làm thiện mà quên lưu ý tới cái ác, cái bất thiện đó, thì dầu là mình giữ giới hay là học đạo hay là học thiền, nó đều có vấn đề. Cho tôi nói nhỏ câu này, thời gian gần đây tôi nghe hoặc tôi đọc ở đâu đó mà tôi thấy mấy cái chữ như là thiền viện này, hành giả này, tôi bị dị ứng lắm, tôi khó chịu lắm, bởi vì tôi có nghe cũng hơi hơi nhiều cái vấn đề về cái gọi là tình hình tu học nhé, và cái khả năng nhận thức của hành giả Việt Nam tôi ngán lắm. Bây giờ trong nước nó chia ra nhiều phe, có phe thì kêu học A Tỳ Đàm, có phe để chống A Tỳ Đàm không, rồi cái phe mà mê A Tỳ Đàm thì cắm đầu học như con vẹt vậy đó. Cái đó là một cái nguy hiểm vô cùng, học xong để mà trở nên kiêu ngạo hơn, coi cái đứa không biết đó là dốt cũng không được, mà cứ cắm đầu chống A Tỳ Đàm thì gieo cái mầm tà kiến như kiếp sau à, cũng khổ. Mà bây giờ mình học tuệ quán, học tứ niệm xứ, mình cũng cần kiến thức giáo lý không, mà mình cứ theo cứ chống thì cũng mệt lắm không, theo cái này chống cái kia, thì tự nhiên từ đó tôi có cái ấn tượng, tôi có cái ấn tượng là tôi sợ rằng hành thiền kiểu đó, học đạo kiểu đó thì không khéo nó gieo ra một cái chủng tử không có được trọn vẹn về cái thiện cho kiếp sau. Đó đều là điều rất là đáng ngại, cái biết không, ngày bố thí chỉ đơn giản là vì thương cái đối tượng đó, vì thấy cái đối tượng đó họ đang có nhu cầu, bố thí vì từ tâm, bố thí vì trí tuệ, có nghĩa là biết rằng là cho ra tốt hơn giữ lại, mọi thứ là vô thường, trong ngôi nhà đang cháy thì phải lấy đồ đem ra, chứ không nên ngồi ôm cái đống đồ trong căn nhà cháy. Cũng vậy, cái tấm thân thì nó đang đi vào áo quan, đang đi vào huyệt mộ, thì mình phải đem tài sản mình ra bằng cách là mình trao cho người khác, chứ mình không thể ngồi trong căn nhà cháy mà mình ôm một đống tài sản. Đó là bố thí bằng trí tuệ. Học đạo cũng vậy, học đạo là uống thuốc, cứ một miếng thuốc vô là một miếng bệnh nó đi ra, thuốc đến thì bệnh trừ. Ê, học đạo để bào mòn cái phiền não, một chút trí vào thì một chút bóng tối nó bị bởi nó được giảm bớt, chứ nếu học đạo để mà bổ sung bồi dưỡng cho cái tôi thì kẹt lắm. Và các vị nhớ cái này, trong kinh còn là câu này nặng lắm này. Con chó mà nó bị cột vô chỗ nào thì nó có cắn cào sủa quào quơ cỡ nào nó cũng bị quẩn quanh trong cái cột đó. Kẻ phàm phu mà khi mà bị mắc phải cái lưới tà kiến rồi thì có sống có nói năng hành động và tư duy nó cũng quẩn quanh ở trong cái trụ tà kiến đó. À, và tất cả các cái ác pháp thì luôn đời luôn luôn muôn đời nó là ác pháp, nhưng mà nó có hai loại ác pháp. Một thứ ác pháp là gọi là bị biến thể nguy hiểm nhẹ, và một thứ nhẹ hơn. À, thì cái biến thể nguy hiểm này nghĩa là một cái thứ trí tuệ mà của người tà kiến đó, tôi nhấn mạnh là mà tà kiến ở đâu nó ra, nó là từ cái chỗ thiếu chánh kiến. Mà chánh kiến ở đâu nó ra, chánh kiến này, trong cái tâm, trong A Tỳ Đàm chánh kiến chính là tâm sở trí tuệ này, chính vì cái thiếu cái tâm sở trí tuệ nên mới sanh ra cái tà kiến. Mặc dù mình thấy cái chánh kiến này phải trừ si chứ đúng không, bị chánh kiến là trí tuệ, mà trí tuệ phải trừ si, mà tại sao chánh kiến nó lại là đối với tà, là đối trị với tà kiến, mà tà kiến trong A Tỳ Đàm xếp nó vào cái nhóm tham này, thấy nó kỳ kỳ, nhưng mà không, nó liên hệ rất là chặt chẽ. Tuy nó được kể vào đâu có nhóm tham, nhưng mà nó được khởi đi từ cái chỗ là thiếu cái chánh kiến. Tôi nhắc lại, tà kiến tuy nó thuộc về nhóm tham phần, nhưng nó được khởi đi, nó được gọi là phôi thai từ cái gốc người thiếu tà thiếu chánh kiến. Mà chánh kiến nó lại là trí tuệ. Mà trí này nó gồm có văn tư và tu. Khi mà mình thiếu trí văn, trí tư, trí tu thì mà coi như chánh kiến của mình nó có vấn đề. Đấy. Mà hãy chánh kiến của mình có vấn đề thì cái là tà kiến nó sinh sôi, nó phát triển. Mà hễ tà kiến nó sinh sôi phát triển thì sao? Thì nó làm cái nền cho tất cả thiện và ác của mình. Cái tà kiến nó làm nền cho ác thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái ác cái thì cái tà kiến nó cả cả cái thiện pháp nữa. Tức là cũng làm lành, cũng lánh dữ, cũng bố thí, cũng trì giới, cũng học đạo, cũng hành thiền, nhưng mà trên cái nền tảng nhận thức của một người tà kiến thì nó đi không có xa, mà nó còn thậm chí nó còn nguy hiểm nữa. Bởi vì sao? Vì các vị nhớ thế này, đi trật đường thì đi càng nhanh,
nó càng rời xa cái đích đến. Nhớ cái này, đi đúng đường dầu què hoặc lê lết, nhưng mà đi đúng đường thì nó vẫn nhanh hơn là cái người mà đi nhanh mà lại đi sai đường. Đi càng nhanh mà sai đường thì cái mục đích nó càng xa dần thôi nha. Nhớ cái này nó rất là quan trọng. Cho nên trong bài giảng hôm nay tôi muốn nói cái gì, tức là cái corona, cái COVID-19 nguyên thủy nó không có đáng sợ như những cái COVID biến thể. Và chúng ta biết rằng cái vaccine mà như là Moderna hay là Pfizer nó có thể chữa, đó có thể đối phó được với cái COVID-19. Astra cũng vậy, nhưng mà vào tới cái Gamma, cái Delta thì tình hình nó có khác. Này thì mình hy vọng là có khác nhiều, chứ nếu mà nam mang nó biến thể nữa là chết nha. Thì cái phiền não nguyên thủy chỉ là tham, chỉ là sân, như là bị thánh sơ quả đó, họ cũng tham cũng sân, nhưng họ không có để cho cái tà kiến nó can thiệp vào trong đó. Này, họ không có để cho cái thiện tâm của họ bị chi phối mãnh liệt từ phiền não, như là phàm phu. Còn phàm phu mình thì sao, hễ phiền não thì phải gắn liền với tà kiến, hễ là thiện pháp thì phải bị chi phối bởi ác pháp, chi phối từ xa. Đây. Mỗi một tâm sở trong 14 tâm sở bất thiện, nó là một thứ lực đối kháng đối với một tâm sở nào đó trong nhóm 25. Nên nhớ nha. Cho nên hãy có cái này thì không có cái kia, không có cả có cái kia thì không có cái này. Tuy nhiên, tuy có cái này không có cái kia, nhưng cái kia đó tuy nó vắng mặt nhưng nó là một cái lực tác động gián tiếp cho cái này. Người mà tùy hỷ nhiều thì ganh tị ít, mà người ganh tị nhiều tùy hỷ ít. Người trí tuệ nhiều thì si ít, mà si nhiều trí tuệ ít. Nhớ cái đó. Ok, nói bao nhiêu đó thôi để quý vị về chuẩn bị ly chích cho vaccine. Chúc quý vị một ngày vui. Yeah. Yeah.